Ok, chào Sơn. Đầu tiên thì em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình, xem là mình khi học viên của khóa nào để cho các bạn cùng biết được đến bản thân mình. Và hiện tại thì em đang làm công việc gì và công tác như thế nào? Em là Vũ Đức Tuấn, học viên của khóa CB13. Hiện tại em đang công tác tại công ty của bên BH Media, chuyên về truyền thông. Thế thì thầy được biết là qua trao đổi em thì thầy được biết là em cũng bắt đầu là thích về cái con đường cái lĩnh vực truyền thông ấy. Khi mà em đang bắt đầu học sang năm thứ hai đúng không? Thì cái lý do gì khi mình đang học lập trình thì mình lại thích sang cái mặt truyền thông như thế? Hay chỉ đấy là một cái sở thích, hay là lúc đấy thì em cảm thấy là em phù hợp hơn? Em nghĩ là cả hai. Thứ nhất là sở thích ấy. Cái thứ hai là em thấy là kiểu cái mảng này nó linh hoạt hơn ấy. So với lập trình thì là mình có thể làm được năng động hơn, nhiều thứ hơn ấy. Và thứ hai ấy, cũng quan trọng là nó vui hơn. Em hiểu nó vui hơn thì sau đấy thì em bắt đầu tìm hiểu và tự học. Sau đấy là tham gia vào những cái nhóm làm tự do ấy, tự đối với quen dần thôi. Thế thì em trước khi em làm sang BH Media thì em đã có thời gian em làm VC Corp này đúng không? Làm một số đơn vị nữa. Thì cái em vì sao mà em lại có cái sự hiểu việc nó nhiều như thế? Thứ nhất là em trải nghiệm nhiều thứ hơn. Thứ hai là em muốn làm đẹp CV cho mình để tiện cho một con đường trong tương lai. Cái quan trọng hơn nữa là làm trong công ty này thì cái sự đào thải nó khá là cao. Nên nói chung là mình phải luôn luôn chuẩn bị tinh thần sẵn đấy, tích lũy kinh nghiệm, làm đẹp CV cho mình, làm cho bản thân mình trở nên tốt hơn. Thế thì những cái gì mình học được ở trong ngành lập trình ấy, nó có giúp ích nhiều trong việc là mình đang làm hiện tại bây giờ không? Nhưng mình ký thì cũng có một phần, ví dụ trong quá trình làm sắp thì nói chung là mình có thể hiểu được mấy cái quy tắc và như thế, thì nói chung là đặt thẻ đấy, nó kiểu đặt thẻ. Và quan trọng hơn là đầu học kỳ một học ở Photoshop á, nó tiện cho cái quá trình thiết kế ảnh. Và thì nếu mà để cho những cái bạn mà sau này bạn cảm giác như là cái lập trình nó hơi khó cho các bạn, cũng muốn đi về con đường truyền thông, con đường marketing chẳng hạn, thì theo em là các bạn cần chuẩn bị những cái gì để đi theo cái ngành này? Theo em là cần chuẩn bị thứ nhất là quan tâm nhiều đến những cái thiết kế. Thực ra nó cũng không cần phải gọi là thiết kế, nghe hơi nhằng ấy. Nó cũng kiểu đơn giản thôi, ví dụ như là cắt ghép video này, hay là chỉnh sửa ảnh ấy. Làm càng nhiều càng tốt, nó không theo một cái quy tắc nào cả, làm tự do thôi. Đấy, đến lúc ý là mình sẽ tự có cái góc nhìn của mình ấy, về cái thẩm mỹ thì bây giờ là sẽ tự làm được thôi. Thế ngoài design ra còn cái gì nữa không? Design thì ngoài cả content. Giống như là ví dụ, thực ra việc nó cũng khá là đơn giản, chỉ cần quan sát là được, nhìn cách viết như nào ấy, mình viết như nào, mình cần thu gọn cái gì. Tức nhất là theo con đường edit ấy, có nghĩa là nhìn vào một cái văn bản, rút gọn nó nào cho nó hợp lý nhất. Thế đấy là một cái việc rèn luyện ấy, khá là tốt. Thế thì theo em đánh giá là cái nhu cầu ấy, của việc tuyển dụng các cái đơn vị bên ngoài đối với cái lĩnh vực em đang tham gia thì nó có cao không? Em nghĩ là nó không được sự cao, cái quan trọng là cần kinh nghiệm. Thế thì kinh nghiệm bây giờ mình vẫn phải ra mình làm, mình có nhiều kinh nghiệm chứ đúng không? Là nhưng mà như cái quá trình của em là em đã bắt đầu có tìm hiểu từ trước rồi, tức là khi mình đang đi học là mình vẫn phải dành ra mình tìm hiểu rồi đúng không? Sau đây là mình trải nghiệm thêm, tức là tự mình làm nhiều thì nó sẽ quen. Và sau đây mình bắt đầu đi ứng tuyển vào những cái doanh nghiệp nó bé đúng không? Vừa phải, và sau đây là mình bắt đầu mình bung ra bên ngoài đúng không? Đấy, thì đấy một cái đơn giản là rất là hay. Ok, thế thì cũng đấy là rất là vui mừng cho công việc của em. Và cũng xin thầy ở trường này cũng xin chúc em luôn trưởng thành và công tác tốt. Và nếu có cơ hội thì có thể là mời em về chia sẻ với cả những bạn học viên đang theo học và các bạn có cuộc, tức là có sự quan tâm về cái lĩnh vực mà như của em đang tham gia chẳng hạn. Đấy, thì trong tương lai có gì thì trường sẽ kết nối lại với em sau. Rất là nhiều.